trân trọng kính chào các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các quý vị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, cuộc thi Những Bông Phượng Đỏ lần thứ nhất đã phát hiện được nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào làm việc tốt ở trên nhiều lĩnh vực và ở khắp các địa phương của Hải Phòng. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một số đại diện những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa Người Tốt Việc Tốt của thành phố Hải Phòng được đăng tải trên các tác phẩm dự thi, trên các ấn phẩm của báo Hải Phòng. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm những thông tin thú vị khi được trực tiếp trò chuyện với những tấm gương tiêu biểu như vậy. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và đón chào lên sân khấu bác Vũ Thái Hòa, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Xin được trân trọng đón chào lên sân khấu em Thế Nam và em Đoàn Ngọc Anh, đại diện nhóm dự án Lighting the Heart của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú năm học 2020-2021. Xin được đón chào lên sân khấu chị Đào Thị Hương, thôn Xuân La, xã Tây Sơn, huyện Kiến Thụy. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với các vị khách mời thì xin mời quý vị và các bạn, mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình và theo dõi một clip sau đây ạ. Chào quý vị, nhân vua mẹ chị tối giờ là mất 200. Bây giờ tháo làm sơ tại sau đó mình làm tập tư. Hôm nay thì tôi đều có cứ đi chơi những cái cửa hàng nó bán của công sở đấy, hay là những cửa hàng nó sửa chữa đấy. Thế mình bấm nó vào tầm mắt mình mua giá rẻ. Nếu mình lấy đâu mua xe mới ở ngoài, mua lấy đất mình cho mình muốn mua nữa, chẳng hạn như đây của mua mới này. Đấy, mua nữa mới ở đại lý đấy này, bắt cho nó sạch sẽ cho đẹp. Chứ còn mua cũ nữa thì đắp dài để bán sử dụng, cho nó sạch sẽ. Nó hoàn chỉnh rồi. Hai xe này hoàn chỉnh rất rồi, đi từ đây cũng rất là cũ của ta trong người dân mua về làm vệ sinh lại, sơn sung lại cho mình, gắn vá lại các thứ rồi sau đó mình tăng thành công lại, không có kể người ta cứ tháo ra cho người mình cái gì nó hỏng hay chỉnh chân chúng mình làm nó được luôn. Nếu một tầm xe đi xe mà lắp này mà cứ vung người xe yếu, cái xe này rất là chắc chắn. Tìm mua những chiếc xe đạp cũ và sau đó thì tìm phụ tùng để thay thế, rồi lắp ráp, rồi chế tạo và sơn sửa thành những chiếc xe đạp mới. Và trong 2 năm qua thì bác Hòa đã tặng khoảng 20 chiếc xe như vậy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các địa phương. Cháu xin được hỏi bác Hòa là bác đã bắt đầu làm việc này từ bao giờ và trong bối cảnh như thế nào ạ? Alo. Tất cả các vị đại biểu, kính thưa các cán bộ và các ông, các bà, các bác, các bạn thanh niên trẻ, xuất phát là xem cái chương trình cặp lá yêu thương với lại vì bạn xứng đáng, rồi là những việc tử tế thì tôi thấy cái sức khỏe tôi yếu, tôi mua xe đạp thì tôi về tôi tập đạp xe đạp, tôi đi cho khỏe, không phải đi xe máy nữa. Trong dần dần tôi phát sinh ra những cái chuyện là sửa xe, sửa thung cho cái cháu học sinh nghèo, bản thân mình có tay nghề cơ khí, thế mà có con mắt nhìn. Thế thì làm cái việc này từ năm 2017 cơ, chứ không phải là làm năm 2019-20 mà coi như mình làm âm thầm đấy mà vui vẻ thôi, chứ không thích phô trương vô gì cả. Thế là nhà cái cô Lan, cô ở gần nhà, cô thấy cứ hay kỳ cạch máy bóc thì cô lên cô hỏi cô xem. Tính mình thì cũng rất là âm thầm, nhưng mà mình làm thế nào để cho cái tâm mình nó khỏe, cái đầu mình nó sáng, cái tập thể dục nó khỏe, ăn uống khỏe, ngủ khỏe, sống khỏe, mà coi như đi theo các cụ thì nó nhanh, đỡ phải coi như làm nhiều. Đấy, tinh thần nó là như thế, còn không có cái gì mà phải nghĩ là ai cho gì, ai cho gì cả.
tự mình làm ra. Nếu như mình buổi sáng nói rất đơn giản, buổi sáng mình ăn quà sáng mất 25.000 thì tôi mình ăn 10.000 bánh cuốn với bánh mì, thế còn cái để phục vụ thêm cho các cháu. Bản thân hồi xưa mình đi học là mình nghèo khổ lắm, rồi đeo mũ rơm đằng sau rồi đi bộ. Giờ các cháu nó khổ, nhìn trên đường có các cháu nó đi nó bị xịt lốp rồi là nó xích đứt, không ai sửa chữa, hay bố mẹ không quan tâm, rồi mình quan tâm một tí. Tôi cảm ơn hết. Vâng, khi mà mình làm những cái việc tốt thì mình cũng thấy vui và cũng thấy khỏe hơn, phải không hả bác? Vâng, và cháu được biết là bác thì có lương chế độ chỉ có 2 triệu rưỡi một tháng thôi, nhưng bác cũng đã rất là thu xếp để có thể vừa trang trải cho cuộc sống của gia đình, lại vừa có tiền để có thể là sửa sơn sửa những cái chiếc xe đạp cũ trở thành những chiếc xe đạp mới. Dạ vâng, cháu xin mời bác. Báo cáo với các bác là tôi thì có rất là nhiều ngày, thậm chí làm một cái nghề coi như xe chất lượng cao một chỗ ngồi, tức là xe ôm ấy. Tôi phục vụ cho các hội người mù ở thành phố Hải Phòng này là phải đến 15 năm ấy. Chuyên môn chở các cháu hội người mù đi tẩm quất với tẩm cơm ở chỗ anh Tâm, hội mù thành phố ấy. Thế là phục vụ cho các cháu thì coi như các cháu cũng trả tiền, nhưng mà mình lấy ít thôi. Phục vụ nó đi thì coi như là cứ lấy cái tiền đấy coi như để coi như làm được cái việc khác cho mọi người. Cảm ơn hết. Và cháu được biết là bác đã nhiều lần được Mặt trận Tổ quốc rồi Hội chữ thập đỏ các cấp đề nghị là biểu dương khen thưởng, nhưng mà bác đều từ chối. Vì sao bác lại từ chối ạ? Báo cáo là mình có một tí ti làm cái tâm thôi, chứ không ở thành phố Hồ Chí Minh hay là trên Lạng Sơn nhiều ông nuôi 100 đứa trẻ lắm. Với hàng mấy đứa trẻ chúng nó để ra trường hết, còn người ta cũng không muốn phô trương. Người ta cũng tự nhà báo đi tìm, chứ tôi cũng thế thôi, mình có một tí thôi mà thôi. Làm thì mình đã như vậy như là hột hàm một hạt cát, thế là không muốn lo khuếch đại cái gì cái việc đó. Miễn là cái tâm nó khỏe này, ăn ngon ngủ ngon, không phải vậy bận rộn với con cái với vợ chồng, làm như vợ. Vâng, việc nhỏ nhưng mà rất là có ý nghĩa bác ạ. Vâng, và theo cháu được biết thì có nhiều người trong cuộc sống vẫn nghĩ rằng là đợi khi nào mà mình có điều kiện, khi nào mà mình có nhiều tiền thì lúc đó mình sẽ làm việc làm từ thiện. Thế nhưng mà câu chuyện của bác thì cho cháu thấy rằng là không phải là đợi đến khi mình có điều kiện, mình có thật nhiều tiền thì mình mới có thể làm được việc tốt, phải không ạ? Xin cảm ơn bác về những cái việc làm nhỏ nhưng mà rất có ý nghĩa, và cuộc sống thì luôn cần những điều bình dị và có ý nghĩa như thế. Xin cảm ơn bác. Vâng, và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện ấm áp nữa trong cuộc sống. Lần giờ theo từng con chữ nổi trên trang sách còn thương người giấy mới, những em học sinh trường nuôi dạy trẻ kém thi Hải Phòng như vỡ hòa trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngày hôm nay, được các anh chị của trường Trần Phú dâng tặng sách cho chúng cháu, cháu và các bạn rất vui, rất phấn khởi. Những cuốn sách này rất bổ ích cho chúng cháu. Chúng cháu có thể đọc sách, học thêm nhiều kiến thức. 90 quyển sách của dự án đã làm phong phú thêm các đầu sách hiện có tại phòng đọc của trường. Trong đó có nhiều cuốn truyện hay ý nghĩa như Toto Chan, cô bé bên cửa sổ, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Những tấm lòng cao cả, 7 bước đến mùa hè, Đắc nhân tâm. Từ những cuốn sách ấy, thế giới tuổi thơ của các em học sinh nơi đây như thêm rộng mở, cuộc sống tươi đẹp ngoài kia hiện hữu thật gần, thật sinh động. Chứng kiến buổi lễ trao tặng sách của các em học sinh lớp 11 chuyên Anh 2 của trường Trần Phú, tôi vô cùng cảm động vì lần đầu tiên nhà trường được nhận một cuốn sách rất lớn. Tôi rất mong dự án này được tiếp tục nối tiếp để những học sinh khiếm thị của chúng tôi và bản thân tôi sẽ được nhận thêm nhiều cuốn sách chữ bơ dai nữa. Những cuốn sách chữ thông phú, đa dạng chính là nguồn sáng tri thức của các em, ánh sáng lấp lánh tạo nên những sắc cầu thắp sáng ước mơ. Vâng, quý vị có thể cảm nhận được niềm vui của thầy trò trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng khi được nhận những món quà tặng như vậy. Và chủ nhân của những món quà tặng đó chính là các em học sinh của lớp 11 Anh 2 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú năm học 2020-2021. Và tôi xin hỏi Thế Nam và Đoàn Ngọc Anh là đại diện cho nhóm thực hiện dự án, thì vì sao các em lại quyết định tặng sách cho các bạn học sinh của trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng?
Kính thưa các đại biểu và toàn khán phòng, thì lý do mà chúng em bắt đầu dự án Nightingale Arts cầu vồng trong đêm để có thể quyên góp những cần sách chữ nổi cho các bạn trường khiếm thị tại phòng là bởi vì bọn em đã được nghe cô giáo chủ nhiệm của mình Đặng Thị Hiền kể về những cũng như là những cái đóng góp trước đây của các anh chị anh hai khóa trước, về cũng là các anh chị em đã cũng quyên góp được và mua được những quyển sách chữ nổi để đưa cho các em học sinh tại trường khiếm thị Hải Phòng. Và khi mà nghe được câu chuyện thì bọn em cũng rất là xúc động bởi vì những cái các anh chị cũng lúc đấy cũng anh chị cũng bằng tuổi em thôi, nhưng mà các anh chị đã làm được nhiều như thế. Và một lần chúng em được may mắn cũng được tham quan trường khiếm thị Hải Phòng thì thực sự là chúng em thấy được hoàn cảnh của các em cũng không có sách để đọc, và đối với chúng em những bạn học sinh thì sách là những thứ quan trọng nhất, nên là khi mà mình thấy các bạn không có những cái nguồn kiến thức hay là những cái thứ mà có thể giúp các bạn thay đổi đời và có thể vươn lên trong cuộc sống thì em cảm thấy rất là thiệt thòi cho các bạn. Và với mình, những người may mắn hơn thì mình có thể giúp ích được phần nào, mình có thể làm được những cái phần mà mình có thể để mình có thể giúp các bạn cố gắng hơn và có những cái may mắn trong cuộc sống hơn, thì đối với em đấy là bởi vì cũng như là các hoàn cảnh của bạn và mong muốn được giúp các bạn tiếp bước trong cuộc sống thì chúng em đã gây dựng lại dự án từ đầu và đã giúp các bạn tặng được 90 quyển sách chữ nổi và xây cho các bạn được một cái tủ sách chất lượng để các bạn có thể tiếp tục con đường học vấn trong tương lai. Và cô biết là tên của dự án các em đặt là Lighting the Heart, nghĩa là thắp sáng như trái tim, và sau này thì cũng được các cái khóa học sinh tiếp theo nối tiếp cái dự án đó và đặt tên là Cầu Vồng Trong Đêm. Và cô thấy là thắp sáng trái tim hay là cầu vồng trong đêm, đó là những cái tên rất là hay, rất là giàu hình ảnh, rất là giàu cảm xúc. Và các em đã gửi gắm điều gì khi đặt tên cho dự án là như vậy? Em nghĩ là với cái tên tiếng Anh là Lighting the Heart, tức là thắp sáng trái tim, thì cá nhân em cảm thấy là các bạn ở trường nuôi dạy trẻ khiếm thị đều là những người có mảnh đời có đôi chút bất hạnh. Thế cho nên là việc mà chúng em thực hiện dự án cũng chính là một trong những cách nhỏ bé góp phần làm cho cuộc sống các bạn tươi đẹp hơn, để thắp sáng trái tim của các bạn, giúp các bạn có cái nhìn tích cực hơn với cuộc đời. Tiếp nữa là cầu vồng trong đêm. Đối với các bạn khiếm thị thì có lẽ là trong mắt của các bạn nó sẽ là một chút mù lòa, một chút không rõ ràng. Thì em nghĩ là nó cũng như là cầu vồng trong đêm vậy. Em mong các bạn luôn luôn thấy được một cái cầu vồng thật là đẹp, luôn tìm cho mình được một cái cầu vồng thật là rực rỡ, ngay cả khi đôi mắt của các bạn không được sáng. Cảm ơn ạ. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của các em, mong muốn của các em khi gửi gắm vào tên gọi đó cũng như là dự án của mình. Và cô biết là học sinh thì mình chưa đi làm thì đồng nghĩa là mình chưa có lương. Thì không biết là các em đã gây quỹ bằng cách nào để có thể là mua sách, để có thể có sách để tặng cho các bạn? Để nói về quá trình gây quỹ thì đầu tiên là chúng em muốn cảm ơn đến các nhà hảo tâm, và đến tận bây giờ dự án vẫn còn dự án cầu vồng trong dự án thắp sáng trái tim của chúng em vẫn được đang chạy, và các nhà hảo tâm vẫn luôn luôn giúp đỡ chúng em để có thể gây quỹ giúp đỡ các bạn trẻ em khiếm thị tại trường khiếm thị Hải Phòng. Ngoài các nhà hảo tâm ra thì chúng em cũng tự thiết kế các ấn phẩm, các postcard, các cái bao lì xì để có thể bán trong địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như là ngoài thành phố để có thể gây quỹ, có thể giúp được phần nào cho kinh phí mà bọn em trong quá trình gây quỹ. Thì đấy là những cái phương pháp và những cái mà chúng em đã làm để chúng em có thể gây quỹ cho dự án này. Tức là bằng những việc làm trong khả năng của mình để có thể gây quỹ, và hơn bên cạnh đó là các em sẽ thuyết phục mời nhà đồng hành, nhà hảo tâm tài trợ. Và cô nghĩ rằng là cái lý do mà các em đưa ra rồi cái mục đích của các em sẽ phải rất thuyết phục thì mới đón nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, đúng không? Vâng, và dự án của các em thì sau này đã được nối tiếp bởi các cái khóa học sinh tiếp theo, và cô tin chắc rằng là nó sẽ không dừng lại ở 90 quyển sách giống như là thông tin ở trong clip vừa rồi đã đưa, phải không? Vâng, và thưa quý vị, nếu như câu chuyện của bác Hòa gửi đến cho chúng ta một thông điệp là ở bất cứ hoàn cảnh nào,
khi chưa cần có nhiều điều kiện về kinh tế thì chúng ta vẫn có thể làm được việc thiện. Còn các em của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú thì lại gửi thêm chúng ta một thông điệp nữa, đó là làm việc thiện thì không phân biệt tuổi tác, ở bất cứ lứa tuổi nào chúng ta cũng có thể làm được việc tốt, việc thiện, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn các em. Và trong cuộc sống quanh ta thì đang có rất nhiều người làm việc tốt và họ đang giúp đỡ cộng đồng bằng những cách riêng của mình. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với gia đình của chị Đào Thị Hương, một gia đình đã được Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương tôn vinh là gia đình hiến máu tiêu biểu, và gia đình chị Hương cũng là một trong những gia đình hiến máu tiêu biểu nhất của thành phố Cảng Hải Phòng. Vâng, và em xin hỏi chị Hương là đến nay thì gia đình mình đã hiến máu được bao nhiêu lần rồi ạ? Kính thưa đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, toàn thể kính thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị hôm nay, tôi xin giới thiệu, tôi là Đào Thị Hương, thì hiện tại là tôi đang là phó chủ tịch thường trực Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kiến Thụy. Để báo cáo các đồng chí lãnh đạo là các đồng chí quý vị đại biểu là tôi tham gia hoạt động nhân đạo thì đã hơn 20 năm nay rồi ạ. Thì xuất phát từ bản thân là sinh ra và lớn lên một mảnh đất quê hương rất là nghèo, mà gia đình cũng rất là nghèo. Thế xuất phát từ cái tình yêu thương con người, thế thì cộng thêm cái nghề của tôi là nghề nhân đạo, thì xuất phát từ như vậy. Thì cái hiến máu của Kiến Thụy chúng tôi ấy, thì từ trước đến giờ là nó rất là trầm, nó chưa có sự tham gia của các cái cộng đồng. Thì xuất phát từ đó thì thấy những cái lượng máu của thành phố ta thiếu rất là nhiều, nhất là vào cái dịp là xuân hồng Tết ra đấy, và những giọt máu vào hè. Thì xuất phát từ đó thì tôi thấy là mình phải xung phong gương mẫu đầu tiên, thì tôi đã tham gia hiến máu. Từ đó tôi vận động đến gia đình, đến chồng, con, và bản thân con dâu tôi rất là nhỏ bé, rất là sợ hiến máu. Về nhà thấy mẹ đi hiến máu thế thì nhà trường giao chỉ tiêu thì cháu toàn là từ chối. Thế sau mẹ động viên thì cháu hiến một lần thì cháu cảm thấy là an toàn, không việc gì. Thế là đến lần thứ hai đấy, cùng trong một năm, cháu bảo mẹ có đợt hiến máu, mẹ đăng ký cho con xung phong đi hiến máu. Thế thì đến nay thì gia đình tôi thì tính đến năm nay ấy thì cũng đã là 30 lần hiến máu. Nhưng mà để cộng từ khi mà trung tâm huyết học chưa tích vào cái dữ liệu đâu ạ, thì chúng tôi cũng đã hiến máu rồi. Thế mà bản thân tôi thì cũng một năm là cũng 2 lần, còn con thì 3 tháng 1 lần rồi đấy. Xuất phát từ cái tình yêu thương con người, sự thiếu hụt máu, và cũng qua các cái kênh Facebook và Zalo, những cái mạng xã hội thì thấy những cái bệnh viện mà những cái bệnh nhân đang cần máu gấp, như ví dụ như là đợt Covid có một bệnh nhân ở Vĩnh Bảo bị thuộc cái nhóm máu hiếm, thì tôi cũng đã kết nối với lại một nhóm 3 anh ở Kiến Thụy đấy là thuộc cái nhóm máu đó nên để hiến máu. Đấy thì bởi vì là bản thân tôi là không cùng nhóm máu đó đấy, phải kêu gọi 3 đồng chí ở huyện Kiến Thụy lên tận bệnh viện để hiến máu cứu người. Thì gia đình tôi cũng rất là vinh dự được Ủy ban nhân dân huyện, rồi là Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tôn vinh rất là nhiều lần và cũng đã được khen thưởng. Thì tuy nhiên là cái đó thì nó rất là nhỏ bé, cũng là động viên tinh thần. Thì báo cáo đồng chí là qua đây thì con trai tôi thì cháu cũng đang học tại trường tôi, thì vừa rồi là cháu có gửi một cái thẻ là đăng ký hiến tạng. Thì về mẹ giật mình liên tưởng nó gửi cái gì về cái thẻ như là cái căn cước chứng minh nhân dân, mở ra thì con đăng ký là hiến tạng. Bảo sao con lại đăng ký sớm thế, con lại đăng ký hiến tạng đâu, con cứ đăng ký trước đi, biết đâu giúp ích cho đời được cái gì thì con cứ làm. Đấy, thì báo cáo có ghi là thành phố thì tôi không nắm nói rộng, mà nói huyện Kiến Thụy có ghi cháu là người đầu tiên là đăng ký, là làm cái thẻ đăng ký hiến tạng, báo cáo hết đó. Và gia đình mình là gia đình hiến máu tiêu biểu,
Đến nay thì mình đã gia đình đã hiến máu được bao nhiêu lần ạ? Dạ, đến hôm nay thì gia đình đã hiến máu là hơn 30 lần. Bản thân tôi thì cũng còn 52 lần. Dạ. Là ông xã thì hiện tại là cũng vừa rồi là tháng 6 năm ngoái tham gia vào là chủ tịch cựu chiến binh của huyện. Thế thì ngay lúc anh ấy làm bộ đội thì anh bảo là bộ đội thì đúng là theo cái thông tư thì không được hiến, không phải hiến máu. Nhưng tôi cũng vận động viên anh là đi hiến máu. Tại vì cũng theo tôi là bên cạnh đó là có sự đồng hành của anh xã cũng rất là nhiệt tình ủng hộ những cái công việc của mình làm. Thế thì đã các con cũng đồng tình với mình nữa. Thì được cái kết quả như vậy thì cũng nhờ là cả một cái gia đình. Đấy, và bản thân tôi thì hiến máu như vậy tôi cũng vận động các em rồi gia đình rồi là hàng xóm rồi là cộng đồng. Thế là nhiều năm nay Kiến Thụy là vượt chỉ tiêu của thành phố ta. Nhiều năm liền, chưa năm nào là gọi là 4 năm, 5 năm rồi ạ. Là Kiến Thụy vượt chỉ tiêu và được Ủy ban Nhân dân thành phố là tặng giấy khen cho Ban chỉ đạo hiến máu của Kiến Thụy là 4 năm liền đấy ạ. Có rất nhiều cách để làm việc việc thiện và hiến máu cũng là một trong những cái cách làm việc thiện rất là có ý nghĩa, có giá trị phải không ạ? Vâng, và vừa rồi thì xin mời bộ phận kỹ thuật có thể cho quý vị khán giả sẽ xem lại cái hình ảnh một lần hiến máu của gia đình chị Hương được không ạ? Vâng, quý vị có thể nhìn thấy là đây là một trong những cái bức ảnh ghi lại một lần hiến máu của chị Hương cùng với chồng của mình. Vâng, và chúng ta có thể thấy là chị Hương cười rất là tươi, chứng tỏ là cái việc hiến máu đối với chị là một việc rất là nhẹ nhàng và vui vẻ phải không ạ? Vâng, và được biết là chị Hương bên cạnh là một người rất là tích cực hiến máu, rồi gia đình chị cũng là một gia đình tích cực hiến máu, vậy nhưng mà chị còn là một cái tình nguyện viên rất là năng nổ để vận động mọi người. Em có đặt cho chị Hương một cái tình huống như thế này, thế là trong hội trường của chúng ta chẳng hạn vẫn còn có những người còn đang nhút nhát, còn đang rất là e ngại và chưa hiểu lắm về việc hiến máu. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế thì chị sẽ vận động như thế nào ạ? Báo cáo các quý vị đại biểu thì trong con người ta, tâm thức con người ta thì ai cũng có một cái góc là muốn cứu giúp người, nhưng vì một lý do nào đó mà người ta chưa dám tiến tới thì trước mắt là tôi phải, ví dụ như trong hội trường chúng ta đây mà có một trong cộng đồng trong ngoài kia có một bạn mà đang tai nạn rất cần một cái nhóm máu hiếm, ví dụ RH cộng chẳng hạn, RH trừ rất là quý hiếm, mà trong hội trường chúng ta lại có một bác mà cùng với nhóm máu đó thì đương nhiên là chúng tôi cũng sẽ tiếp cận và sẽ động viên bác đó là sẽ hiến máu cứu người với cái tinh thần là bên cạnh đó đã có chúng tôi ở bên cạnh. Còn hiến máu thì cái kỹ thuật đó thì phải là chuyên môn thì mới lấy máu được, thì chúng tôi chỉ có động viên tư tưởng thôi, bởi vì bản thân tôi là hiến máu rất là nhiều lần rồi thì sẽ động viên bác cái là hiến máu sẽ không có việc gì đâu ạ. Đấy, máu bởi vì chúng ta sản sinh ra hàng ngày hàng giờ. Đấy, bây giờ chúng ta cung cấp đi, chúng ta nghỉ một lúc thì máu lại sản sinh ra, và có khi mình hiến máu, mình thay máu, mình máu của mình sẽ sản sinh ra liên tục như vậy thì rất tốt cho sức khỏe. Cái bản thân tôi đây nhỉ, chưa bao giờ là tụt cân đâu ạ, vẫn cứ cái mức độ mà vừa hiến xong cái là tôi vẫn đi làm bình thường. Tất cả các đồng chí là tôi ngồi đây nhưng mà tôi vẫn tham gia sản xuất nông nghiệp. Chắc là chỗ anh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biết rất rõ về gia đình tôi ạ, bởi vì là anh Hiến đã từng làm bí thư huyện ủy của huyện Kiến Thụy. Đấy, thì bản thân tôi ngồi đây thì tôi vừa đi hiến máu xong nhưng mà về là tôi vẫn tham gia vào nông nghiệp, vẫn đi cắt lúa bình thường. Đấy, báo cáo các đồng chí đấy, các bộ gia đình, cán bộ công nhân viên chức, nhưng mà tôi vẫn làm nông nghiệp, vẫn có nói chung là công nông binh đấy ạ. Thế là vẫn tham gia, vẫn đấy, vẫn bình thường, không có vấn đề gì về cái ảnh hưởng đến sức khỏe. Đương nhiên là nó hơi lao lao một chút thôi, mình có nghỉ một chút thì máu nó lại hồi sinh lại. Như lấy tôi chia sẻ, con dâu rất là nhỏ bé, vừa lại thấp bé, lùn nữa. Về cháu rất là sợ, đấy, trường giao chỉ tiêu cháu rất là sợ, không dám hiến máu đâu. Nhưng mà nó thấy mẹ đi hiến, chồng đi hiến, bố đi hiến, về không việc gì. Thế là cháu tham gia hiến máu thì đến bây giờ bản thân cháu lại là một người tình nguyện viên xung phong. Xung phong đi hiến, mẹ ơi, hôm qua cháu mới hỏi mẹ ơi, mẹ, viện mình bao giờ có đợt hiến máu? Bởi vì trường thì các cô là đợt này là vận động, cô này là đợt sau vận động cô khác. Nhưng cháu vẫn xung phong đi. Đấy, xuất phát từ cái gia đình nhìn thấy mẹ, bố mẹ, chồng và em đi hiến như vậy. Chả có cớ gì mình lại không tham gia vào hiến máu. Báo cáo các bác như vậy ạ. Thì hiến máu thì các bác lên là xung phong, các bác cứ thử một lần đi ạ. Tôi sẽ biết là mình cái nguyện vọng của mình cứu được một người nào đó đang cần cái nhóm máu hiếm.
mình cứu được ấy là mình rất là quý đấy, rất là tạc cảm với lương tâm của mình rất là thoải mái. Ngoài không phải là công tác hiến máu đâu mà hai vợ chồng tôi cùng đồng hành là đi năm nào chúng tôi cũng phải làm được một đợt hoặc hai đợt vận động các trẻ em vùng cao đấy, thì báo cáo cũng như năm vừa rồi đấy là nói một đứng lên là một cái tổ chức ấy, tuy nhiên chủ yếu là hai vợ chồng kêu gọi từ thiện đi vùng lộ là chúng tôi đi với trị giá là hơn 200 triệu đi cho Điện Biên, học sinh trường Điện Biên, báo các bạn thế. Làm được cái gì cho đời rất là vui ạ. Cho nên là sức khỏe và cân nặng chỉ tiêu của chúng tôi cứ tạo lên, không được là tôi cứ sốt cân đi ạ. Xin cảm ơn. Em rất là tâm đắc với cả câu nói chia sẻ của chị Hương, đó là làm được cái gì cho đời thì rất là vui. Vâng, và hiến máu thì như chị Hương nói là không phải, nếu mà chúng ta có đủ sức khỏe thì hiến máu sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe mà lại giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn khi cần nữa. Vâng, và em nghĩ rằng là sau cái lời vận động này của chị thì cái danh sách tình nguyện viên hiến máu của thành phố Hải Phòng của chúng mình sẽ dài hơn nữa, và với sự lan tỏa của những câu chuyện cụ thể sinh động như của Bác Hòa, của các em của nhóm The Lighting the Heart và của chị Hương và của rất nhiều những người tốt việc tốt khác nữa, thì vườn hoa người tốt việc tốt của thành phố Cảng Hải Phòng của chúng ta sẽ ngày càng phát triển rộng lớn hơn, tươi thắm hơn, rực rỡ hơn, phải không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ chào tạm biệt các vị khách mời của chúng ta bằng một tràng pháo tay thật nồng ấm ạ. Em xin cảm ơn ạ. Chào Khang và Đức. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với vị khách mời lớn tuổi nhất trên sân khấu bây giờ, đó là bác Hà Văn Nhiều. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây ạ. Sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 1963, ông Nhiều dạy học tại trường cấp 2 xã Hòa Động, huyện Thủy Nguyên. Năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, ông Hà Văn Nhiều lên đường nhập ngũ. Chiến đấu dũng cảm, mưu trí, ông đã 4 lần được Bộ Tư lệnh B-5 tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng 3, Huy chương Giải phóng hạng nhì. Tháng 6 năm 1971, ông chuyển ngành về công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng và sau đó là Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao quận Lê Chân. Năm 2002, khi nghỉ hưu, ông Hà Văn Nhiều tham gia ngay hoạt động xã hội. Hơn 20 năm làm hội thẩm tòa án nhân dân, 20 năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố. Năm 2009, ông Hà Văn Nhiều tình nguyện tham gia ban vận động thành lập tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam DOC. Năm 2013, hội phường An Biên được thành lập là hội đầu tiên của 15 phường của quận Hồ Lê Chân. Ông Hà Văn Nhiều được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội phường và là ủy viên ban chấp hành thường vụ quận hội. Ở cương vị nào, ông cũng đều tận tụy với công tác và được ghi nhận là một chủ tịch hội miệt mài với công việc được giao, là tấm gương để cán bộ, hội viên, đảng viên noi theo. Trò chuyện với phóng viên báo Hải Phòng, ông Hà Văn Nhiều chia sẻ gia tài giá trị nhất mà ông để lại cho con cháu chính là tập bằng khen, giấy khen này. Mà theo ước tính của chúng tôi, có thể phủ kín các bức tường trong ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông. Vâng, cháu xin được hỏi Bác Nhiều là thông thường thì nhiều người khi mà về hưu thì thường dành thời gian để nghỉ ngơi, nhưng mà bác ngay khi về hưu đã lại bắt đầu tham gia vào nhiều cái công tác hội khác nữa, và trong đó có công tác của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, mà như chúng ta biết là hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thì rất là vất vả và cũng không có chế độ phụ cấp gì cả. Vậy cháu xin hỏi bác là vì sao bác lại tình nguyện tham gia hoạt động trong công tác trong hội nạn nhân chất độc da cam dioxin ạ? Xin cảm ơn chị. Trước khi tôi trả lời, xin phép được gửi tới các đồng chí lãnh đạo thành phố, các bác, các đồng chí có mặt trong khán phòng đây lời chào và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Có lẽ câu hỏi ấy thì tôi nghĩ là nó cũng không phải cá nhân tôi, nhưng mà nó cũng rất phù hợp với nhiều người khác. Những con người ấy sau khi kết thúc cuộc những năm tháng công tác rồi trở về với cuộc sống đời thường thì vẫn tiếp tục cống hiến. Điều đó có rất nhiều người, các bác, các anh, các chị hiện nay. Cái điều gì để làm tôi suy nghĩ gì đấy thì trước hết tôi phải tham gia cái việc là hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Bản thân tôi cũng là một người nạn nhân
với sức khỏe giảm sút khoảng 60%. Nhưng mà cái điều cơ bản nhất tôi tham gia việc này về cái điều quan trọng nhất là mình tiếp tục cống hiến cho cái sở thích cuối cùng. Vì chiến sĩ là vì đồng đội của tôi, những chiến sĩ, những đồng đội tôi đã ngã xuống tại chiến trường. Có những điều đồng đội tôi chưa làm được, thì bây giờ mình may mắn mình cuộc sống trở về, mình tiếp tục làm những việc đó. Cái làm việc đó đầu tiên cho ai? Cho những người đồng đội, cho những con người đồng đội, và đồng thời để làm cái nào đó mình bù đắp cho các cháu một phần, đặc biệt là thay cho những đồng đội đã ngã xuống, nó ra đi vĩnh viễn không về. Tôi nói ví dụ trường hợp qua bệnh viện Minh Quý, anh sinh năm 55 là 1/3 nạn nhân đi nhân chứng sang đấu tranh bên Mỹ, sau đó trở về ra đi để lại hai đứa con 40, 38, 40 tuổi rồi. Mỗi lần nhìn các cháu ngứa ngẩn khóc không biết gì mà lòng tôi đau. Trước khi có cái tác phẩm này, anh em như đại tá Nguyễn Huy định viết cho tôi nhưng không muốn để anh ấy viết, nhưng mà tôi nghĩ thôi anh ấy nên anh xin nói với tôi để tôi viết về về bác. Tôi nghĩ là chỉ để động viên hội gia cam thôi, nhưng không ngờ hôm nay là đến cho tôi trở thành cái người mà một trong các đồng chí đưa vào với nhiều được tiêu biểu. Thế thì cái là để làm được cái đó là cống hiến. Cái thứ hai tôi nghĩ đến trách nhiệm của mình. Dù muốn không muốn mình cũng là một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, muốn không muốn mình cũng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm nay tôi nhận, năm ngoái tôi nhận huy hiệu 5 năm tuổi đảng. Tôi nghĩ là không có, đây là trách nhiệm của mình, nghĩa vụ của mình, đồng thời khát vọng của mình. Bởi vì mỗi một người đảng viên, một người cán bộ, một người chiến sĩ muốn tham gia vào để làm cho đời được một cái gì đó xã hội tốt đẹp hơn, để cho cái nỗi đau da cam ở đất nước Việt Nam dễ dỗ hơn, để mỗi người các cháu có cuộc sống sớm hơn. Thì đó là cái thất vọng thứ hai tại sao tôi làm. Cái thứ ba là tiếp tục cái truyền thống của gia đình. Vì bố tôi là liệt sĩ hy sinh trên đường đoàn trên Việt Hồ Chí Minh, trong những tháng chiến đấu tôi lấy hình ảnh của bố tôi để làm động viên mình vượt qua những bao khó khăn khổ, cả những cuộc sống chiến đấu ác liệt nhất. Và một cái chút nho nhỏ nữa, bởi vì ít nhiều tôi cũng là thầy giáo, bởi vì là sứ mạng dạy tôi là một thầy cũng giáo và tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Vậy thì không phải trong cuộc sống này không cuộc kia thì bị cố làm bởi chung quanh tôi rất nhiều những học sinh đã thành công. Tất cả cái đó để cho tôi khôi phục, tôi đồng viên, tôi vì nạn nhân như vậy. Còn lại mà tôi nhớ đến câu thơ được tôi giữ trong tập tư dự ấy, còn một giây, còn một chút tàn hơi thì còn tiếp tục mãi thôi. Khi nào đảng không cần nữa, hội không cần nữa thì tôi nghỉ. Và thưa các bác đồng chí, là tôi làm bí thư chi bộ 21 năm, từ ngày về hưu vừa mới sát nhập tổ với bố tôi mới được nghỉ, còn tôi vẫn tiếp tục lại con đường của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và chẳng biết như bác giới thiệu thì bác cũng là một nạn nhân chất độc da cam và sức khỏe cũng suy giảm tới 60%. Vâng, và hiện nay thì bác cũng trên 80 tuổi rồi, tức là tuổi cũng đã cao rồi. Tuổi này 82 rồi. Dạ vâng, và bác vẫn tích cực với cái công tác của hội, mà không chỉ tích cực, bác còn hoạt động rất là hiệu quả nữa. Tức là bác làm rất nhiều những cái công việc sau khi đã về hưu rồi, và cả trước khi về hưu nữa. Và cháu cũng đang muốn tò mò một biết là động lực nào, cái nguồn sức mạnh nào đã giúp bác có được một cái gọi là có được cái sức mạnh để mình có thể làm được nhiều việc như thế ạ? Nói về động lực thì mỗi người tham gia công việc thì đều có cái động lực khác nhau. Cái đầu tiên của tôi là trước hết để có động lực thì tôi nghĩ rằng không phải nói xuống đâu. Tôi là con người rất thích hoạt động, khát vọng sống để hoạt động. Đấy là cái điều thứ nhất. Trên bất kỳ một việc gì mà tôi làm được là tôi làm. Và có như thế thì tôi mới vượt qua được cái sức khỏe. Báo cáo các vị đại biểu hiện nay tôi đã đặt hai tên này bình tim rồi, các mặt cầu tờ chủ đường huyết áp. Nhưng mà nếu không hoạt động, cứ ngồi một chỗ, cứ nằm ngoài nhà và dên dỉ thì cuộc đời đi rất nhanh. Cái động lực thứ nhất ấy là mình muốn hoạt động, cái khát vọng là hoạt động,
làm được cái gì đó cho đời, cho cuộc sống để có thêm sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái động lực thứ hai là tôi nghĩ đến đồng đội, đến bạn bè, đến những người lính, đến những gia đình. Phải nói là tôi cũng có một cái gia đình, tôi, các con các cháu tôi phải nói là bà vợ tôi cũng rất là động viên, không cản trở hoạt động của tôi. Cho nên là khi hoạt động đấy, cháu xuống hôm nọ xuống nhà cái khi hoạt động thì vẫn ủng hộ chồng. Thế này thôi tí về là được chắc khóc rồi. Thế thì phải nói đấy là cái động lực để mà mình sống. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cá nhân mình, tức là cái trách nhiệm, cái khát vọng, cái mục đích của sống của mình. Bây giờ thưa đồng chí là nếu bây giờ cứ ngồi một chỗ cứ ăn ngồi phiền thang không giải quyết được thì thôi, cần sức khỏe đâu làm được cái việc gì, có lợi cho dân, lợi cho đời. Chúng tôi nói 21 năm tôi làm bí thư đi bộ, tôi đi la cả từng người dân, tất cả hỏi thăm tất cả những cái gì khác để lấy cái niềm vui của mình để truyền cho họ, với họ truyền cho mình, thì đấy là cái động lực. Xin hỏi thêm bác một câu hỏi ngắn nữa thôi ạ, là một người lính và cũng là một nạn nhân chất độc da cam, thì hiện nay cái mong muốn lớn nhất của bác là gì ạ? Cái điều mong muốn thì nhất của tôi ấy, thì cũng phải tôi mong muốn là tôi bây giờ, vì tôi 82 tuổi rồi, thời gian cũng không dài, nhưng mà tôi mong muốn cái điều thứ nhất là ở trong cuộc chiến tranh này, cái chất độc hóa học thống nhất Việt Nam ta không phải bây giờ, còn nhiều thế hệ tiếp theo nữa. Như hiện nay cái điều quan trọng nhất là tôi mong làm thế nào các cái thế hệ con em của nạn nhân được chăm sóc tốt hơn. Bây giờ hiện nay nó còn có người, có cháu còn có bố, có cháu còn có mẹ, có cháu bố mẹ đi cả rồi, có cháu thì ông bà, mai kia bố mẹ ông bà không còn nữa thì ai chăm ở đây. Thì tôi mong là thành phố mình và báo cáo những bộ ý kiến là nên có một cái nơi để chăm sóc cho các cháu và những nạn nhân không còn nơi nuôi nữa. Cái thứ hai nữa là làm thế nào đó để mà nâng được cái chế độ chính sách, cái mức hưởng thụ các cháu. Thứ nữa là có những các cháu đồ gì, có những nạn nhân chỉ một vài triệu vàng không sống nổi. Báo cáo các đồng chí tôi ấy, bây giờ lương của tôi về tất cả thứ tháng cũng được hơn 1 triệu đồng, nhưng mà tôi mỗi tháng trung bình tôi ở đấy khoảng 5-6 triệu tiền thuốc, thì nên nâng cái mức sống cho các nạn nhân. Và đặc biệt báo cáo như hiện với chị Hà là đến bây giờ cái chế độ đối với những người làm công tác chuyên trách hội nạn nhân chất độc da cam, mà đến giờ mấy chục năm qua thì 15 năm tôi tham gia rồi, bây giờ nhiều bác đã ra đi không có một cái chế độ thù lao gì cả. Tất nhiên chúng tôi làm việc này không phải vì thù lao, không phải vì đồng tiền, nhưng mà vì đồng đội, nhưng mà đồng thời cũng phải chăm lo. Tôi nhớ là cách đây 6-7 năm họp của đồng quân, tôi cũng đã có từng tâm sự với chị Hà với anh Đỗ Thị Hiến ở đại phường An Biên rồi. Thế thì tôi nguyện vọng của tôi là muốn như thế để làm thế nào đó. Thế còn đối với Hải Phòng mình thì không thể thiếu một vài tỷ đồng, nhưng mà nếu như tấm lòng được quan tâm và vụ đề xuất thì tạo nên cái sức mạnh tổng hợp để cho người ta phấn đấu vươn tới. Xin phần ý kiến. Dạ. Vâng, và qua chia sẻ của bác nhiều thì chúng ta thấy rằng là chiến tranh đã lùi xa, nhưng mà những hậu quả của nó để lại thì vẫn khá là nặng nề và gây biết bao những khó nhọc thêm cho cuộc sống hiện nay, phải không ạ? Vâng, và bác Hà Văn Nhiều thì một chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường năm xưa, nay thì vẫn đang phát huy bản lĩnh của anh bộ đội Cụ Hồ và kiên cường vượt qua những khó khăn, những trở ngại của cuộc sống để tiếp tục cống hiến cho cuộc sống những việc làm đầy ý nghĩa. Và cháu xin chúc mừng bác đã sống một cuộc sống rất là ý nghĩa, đúng như là lời bác Hồ đã dạy là trẻ sông pha, già mẫu mực ạ. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để cuộc sống của những người khuyết tật được tốt hơn thì bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của chính những người trong cuộc thì người khuyết tật cũng rất cần sự sẻ chia và đồng hành của cộng đồng xã hội, của những người thân. Và câu chuyện tiếp theo của hai em Khang và Đức sẽ là một minh chứng cho vấn đề này ạ. Học
thế đun để nhau đi học là cô giáo cũng để yên cho hai bạn thôi, nếu mà chuyển lớp thì hai bạn đều chuyển để cho ngồi gần nhau lại khá là giúp đỡ học cả ngày thôi, hai đứa là con cháu cứ đưa đón thế thôi. Cháu Khang này cháu nó ít tuổi mà cháu ít nói, thì trước này con đi nói nhưng mà nghĩ cái cháu có một cái tư tưởng giúp bạn nên là bà cũng quý, bà nghĩ là bà cũng hiếm quá và như thế. Đối với môi trường trung học cơ sở Giang Biên nữa, Tuấn Khang thì em đã không quản ngại đường xa người phú, không quản ngại mưa gió rét hàng ngày đưa bạn đến trường trong suốt 4 năm học qua. Còn với anh Đức thì căn bệnh quái ác đã làm cho đôi tay em không thể viết được và đôi chân không còn đi lại được như trước nữa, nhưng em vẫn nỗ lực đến trường đồng hành cùng các bạn và thầy cô. Cái sự hỗ trợ của các bạn không chỉ về mặt học tập mà còn thậm chí trên cả mặt tinh thần nữa. Tôi nghĩ là cái sự hỗ trợ giữa hai em anh Đức và Tuấn Khang thì thật sự là đáng ngưỡng mộ và tự hào. Đối với là một giáo viên chủ nhiệm thì tôi luôn coi đó là một tấm gương sáng để giáo dục và dạy dỗ các em ở trong lớp, để cho cái tình cảm đó và cái hình ảnh đẹp đó của các em luôn lan tỏa trong lớp, trong ngoài nhà trường và khắp nơi. Khang qua clip vừa rồi thì chúng ta thấy là Khang và Đức đã hỗ trợ nhau qua 4 năm rồi. Hằng ngày thì Khang đã đẩy xe lăn để giúp Đức đi học. Vậy thì cô Nga muốn hỏi Khang là điều gì đã giúp con làm việc đó một cách bền bỉ, chăm chỉ như vậy? Được. Bởi vì con muốn giúp bạn. Bởi vì con muốn giúp bạn. Con muốn giúp bạn. Bà Đức hay với bạn Đức trường, về bà Đức tuổi cao rồi, thì con muốn giúp một chút ạ. Và cô thấy những cái ngày mà thời tiết không thuận lợi đấy, ví dụ như là ngày mưa này, ngày nắng này, thì cô cũng thấy là mình cũng bị lười ấy, cũng ngại việc ấy. Nhưng mà qua 4 năm vừa rồi thì cô giáo nói là cả ngày mưa, cả ngày nắng thì hai con đều chung bước đến trường. Điều gì đã giúp cho hai con vượt lười trong những cái ngày mà thời tiết không thuận lợi như vậy? Sau những ngày mưa, ngày nắng mình cũng không nghỉ, mình vẫn đến để đưa bạn đi đúng không? Thì lúc đó mình suy nghĩ như thế nào nhỉ? Lúc ấy mình có ngại không? Ôi, con không ngại. Con không ngại. Lúc đó con nghĩ như thế nào? Con nghĩ là chúng ta Thế Đức thì sao nhỉ? Những cái ngày đó thì Đức có ngại đi học không? Không mà, thưa cô là những ngày đó là cháu không ngại đi học đâu ạ. Cháu chỉ có bạn Tuấn Khang đủ nơi, đủ chính. Nếu mà nếu không có ngày nào mà Tuấn Khang quên đủ thì có thể là bà đủ đến trường. Những ngày mưa đấy đều là Tuấn Khang giúp cháu đến trường ạ. Thì hai bạn đi học với nhau nói chuyện rất là vui, đi với nhau rất là vui cho nên là sẽ không thấy ngại đúng không? Vâng. Thế cô thấy là hai bạn cô giáo nói là hai bạn cũng có những cái nỗ lực ở trong học tập đấy, thì hai bạn đã chia sẻ giúp đỡ nhau trong học tập như thế nào? Dạ thưa cô là có những bài khó thì bạn đều là bạn Tuấn Khang chỉ, tại vì cháu hay ốm nên hay nghỉ ở nhà nên không nhiều bài khúc nhất thì đều là bạn Tuấn Khang chỉ, tại vì bạn chưa giờ bạn ốm một lần nào, bạn rất là khỏe. Đến trường là bạn hay chỉ cách làm bài và giảng bài cho để hiểu bài này làm như nào. Khang là giúp đỡ con để hiểu bài hơn đúng không? Thế còn Khang là Khang Đức có hỗ trợ gì con trong cuộc sống không? Không có ạ. Bạn giúp con có thêm nhiều người bạn mới ạ. Có thêm nhiều bạn mới.
Tôi giúp con ôn lại kiến thức. À, cũng giúp con ôn lại kiến thức. Tôi thấy là hai bạn rất là thân nhau. Khi mà thân nhau thì chắc là phải quý nhau này, phải hợp nhau này thì mới thân nhau đúng không? Vậy thì hai bạn là thế là bạn mình có điểm gì mà mình quý nhất nhỉ? Làm đức quý nhất điểm gì ạ? Bạn Khang là quý nhất là lòng tốt của bạn, là lòng tốt của bạn đã không ngại khó khăn vượt không ngại khó khăn để có thể đủ cháu đến trường qua những năm ngày tháng vui vẻ. Đấy, Khang thì là Đức thì là quý nhất Khang ở lòng tốt, còn Khang thì quý nhất ở bạn Đức điểm gì? Con quý nhất là bởi đó là vui và hòa đồng. À, vui và hòa đồng. Con có thêm bạn mới. À, con lại có thêm bạn mới nữa. Thế bây giờ thì mình sẽ nói hai bạn rất là cũng khá là nhút nhát đúng không? Thế chị có thấy là khi mà bạn Khang đưa Đức đi học thì chắc là Đức sẽ rất là vui đúng không? Thế Đức hôm nay Đức có thể là bày tỏ tình cảm của mình với Khang như thế nào không? Thì cảm ơn bạn Khang đã đủn cháu trong những năm qua và nhờ bạn mà cháu đã thêm có thêm một người bạn rất là tốt. Nhờ có bạn mà cháu đã được đi học và bà cũng đỡ mệt hơn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một chút về ước mơ nhé. Thế hai con có ước mơ trong tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Cô mời Khang nào. Ước mơ của con là trở thành một người tốt và có thể giúp đỡ nhiều người ạ. Ước mơ của Khang là trở thành một người tốt và có thể giúp đỡ được nhiều người. Còn ước mơ của Đức? Ước mơ của cháu là trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh được cho nhiều người bị bệnh như cháu. Một ước mơ rất là đẹp để có thể giúp đỡ được nhiều người, còn có thể là cũng có những cái hy vọng nào đó để có thể cải thiện được sức khỏe của con. Vâng. Vâng, và cô tin chắc rằng là với tình bạn của hai con, với sự hỗ trợ đồng hành của thầy cô, của nhà trường, của gia đình thì các con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Và hai con đã có một tình bạn rất là đẹp, và cô tin chắc rằng đó là một trong những cái món quà quý giá nhất trong cuộc đời của hai con. Xin cảm ơn hai con đã chia sẻ cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay một câu chuyện rất là xúc động về sự sẻ chia đồng hành của mọi người lẫn nhau trong cuộc sống. Vâng, và xin cảm ơn hai con. Vâng, và thưa anh Nguyễn Hữu Hậu, qua câu chuyện của Khang và Đức thì tôi đang có một cái suy nghĩ rằng là sự đồng hành với nhau trong cuộc sống thì nó là một thứ rất là quan trọng, và nó có thể là giúp sưởi ấm những trái tim yếu đuối, và nó là nguồn sức mạnh để giúp con người có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Vậy với bản thân anh, một cái hành trình dài vượt khó của mình thì anh suy nghĩ như thế nào về sự sẻ chia đồng hành của cộng đồng, của những người thân đối với những người khuyết tật ạ? Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các vị lãnh đạo thành phố, tới các vị lãnh đạo cơ quan báo chí Hải Phòng cùng quý vị đại biểu. Lời chào, lời chúc sức khỏe yêu thương nhất ạ. Vâng ạ, hôm nay thì em rất vinh dự được ngồi trên sân khấu của khán phòng ngày hôm nay để được giao lưu, trò chuyện cũng như tâm sự với quý vị đại biểu. Đặc biệt ngày hôm nay thì thấy hai em bên cạnh của em thì vô tình thì nhắc lại cái kỷ niệm, gợi nhớ lại một cái kỷ niệm phải nói là nó rất là đáng nhớ. Phải là tầm 20 năm trước em cũng vào cái tầm tuổi như các bạn hoặc là nhỉnh hơn một chút, thì bản thân em là một người khuyết tật từ bé, thì đi lại thì chân hình chữ X khó khăn thôi, nhưng mà biến cố cuộc đời đến năm cuối năm lớp 8 thì bắt đầu chân tay co quắp không đi được, thì đau ở nhà đau ốm kêu nan khóc suốt. Nhưng mà bằng sự yêu thương của gia đình, bố mẹ, tình yêu thương của cô trò bạn bè thì là một cái động lực rất lớn để giúp cho em có cái sự lạc quan và tiếp tục đi học thêm. Thì cũng như là hai em nhỏ ngày hôm nay ngồi cạnh thì cũng các bạn ở trong lớp thay phiên nhau đến sẻ chia là hỗ trợ em đến trường, thì cũng là ngày đấy không ngồi được xem ăn và cũng không cõng được bình thường, mà các bạn bị sốc nách vì tránh đau chân đau cơ thể đấy. Sốc nách các bạn rất là yêu thương và cần cù đưa em học được gần năm lớp 9 thì em đầu hàng với lại số phận, lúc đấy đau quá
đâu có không đi học được nữa, thì ở nhà. Thì em cũng rất trân trọng cái tình cảm của các bạn, của cô trò cái khoảng thời gian đấy. Thì qua đây thì không biết là các bạn của em có xem chương trình không, các thầy cô giáo có xem cái chương trình này không, thì em cũng gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe tới tất cả các bạn và thầy cô giáo của em ngày xưa. Đối với câu hỏi của chị là tình yêu thương của gia đình và xã hội như thế nào để đối với cái bản thân của mình phát triển hơn và tốt hơn, thì em cũng xin nói là cái động lực để giúp cho những cái người yếu thế, khuyết tật nặng và đặc biệt nặng như này em thì nó rất là lớn. Thì có thể ngày hôm nay em ngồi đây là em là một chàng trai khỏe khoắn, năng động và rất là vô tư, nhưng mà cái khoảng thời gian em mới bị thì là cực kỳ là mất phương hướng và bi quan, cũng như là không có cái động lực để vươn lên trong cuộc sống. Thì bằng cái sự yêu thương của gia đình, của bạn bè, người thân và xã hội thì là cái động lực rất lớn để khích lệ cho em phát triển hơn. Và tôi thấy là thường thì người khuyết tật ấy thì thường là cũng hơi có bi quan một chút, nhưng mà anh Hậu thì tôi thấy rất là lạc quan. Vâng, và có lẽ là sự đồng hành sẻ chia của gia đình, của xã hội, của những người xung quanh đã cũng là những cái điều mà giúp anh có được những cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan trong cuộc sống như vậy, phải không ạ? Vâng, và được biết là anh cũng có một xưởng gỗ tên là xưởng gỗ Mỹ Nghệ Hiệp Hậu. Vâng, và anh có thể là chia sẻ một chút về cái xưởng gỗ của mình không ạ? Rồi, em thì một người khuyết tật thì rất là yếu đuối mà lại đến với được cái nghề mộc và làm được nghề mộc cũng là một cái điều gì đó nó cũng rất là người ta hay bảo là phi thường ấy. Thì bản thân em thì cũng không dám nhận mình là phi thường, nhưng mà cũng là cái sự nỗ lực rất là lớn của bản thân em. Thì trong những năm 99-2000 thì bắt đầu là cơ duyên đến với nghề mộc, thì học và làm đến năm 2009 thì bắt đầu là em về nhà mở xưởng mộc. Thì những cái thời gian đầu cũng rất là khó khăn và vất vả, nhưng bằng cái sự ủng hộ của gia đình, của bạn bè, những người quen thân biết, thì cái công việc ngày một nhiều hơn, rồi cái ý chí ngày một lớn hơn, thì ngày một phát triển cái cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Hiệp Hậu. Thì 2009 thì lập xưởng, cuối năm giữa năm thì lấy vợ. Sau 1-2 năm thì công việc và sự nghiệp cũng khá là phát triển, kiếm được kinh tế, lo cho bản thân, gia đình, vợ con. Thì xưởng gỗ của anh hiện tại là có bao nhiêu người làm ạ? Chỗ của em bây giờ là có hơn chục người làm, thì hơn chục người làm lao động thường xuyên, còn đâu là lao động bán thời gian thì giả dụ những lúc có nhiều công việc thì gì, thì mọi người lại tập hợp làm để cho nó kịp tiến độ. Thì hiện giờ thì ở Hải Phòng em làm một xưởng, thì cũng trong năm vừa qua đấy, thì cũng thử sức mình ở một cái môi trường mới, nó khắc nghiệt và khó khăn hơn, đó là mạnh dạn đầu tư ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hai xưởng mộc ở trên đấy. Thì để em thứ nhất là phát triển kinh tế cho bản thân mình, cũng như là giúp được một số bạn ở cùng sâu vùng xa có công ăn việc làm, cũng như là lan tỏa cái yêu thương tới cộng đồng. Vâng, là cái sản phẩm của anh có thị trường tiêu thụ cũng rất là tốt đúng không ạ? Và ngày càng phát triển. Vâng, và không chỉ là lo được kinh tế, đảm bảo được kinh tế cho gia đình, mà anh còn tạo được công ăn việc làm cho những người khác nữa. Và tôi biết là trong đó có khá nhiều người khuyết tật phải không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thì bản thân của em là người khuyết tật thì cũng đặc biệt là yêu ái và thích các bạn khuyết tật có được một công việc ổn định, cũng như là làm được tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Thì trước mắt là có kinh tế, cái sau là có cái sự lạc quan, vui vẻ, yêu đời để truyền đạt những cái thông điệp và cái sự lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng. Vâng, và tôi biết là với nghị lực phi thường của anh thì anh vẫn chưa dừng ở đó, mà anh còn thành lập thêm một câu lạc bộ có tên là Khát Vọng Của Sống. Anh có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về câu lạc bộ này không ạ? Vâng, câu lạc bộ Khát Vọng Cuộc Sống thì được thành lập 2015. Câu lạc bộ ra đời thì bằng chính cái trải nghiệm của bản thân. Thì mục đích thành lập câu lạc bộ để gắn kết tập hợp các bạn, những người yếu thế, kém may mắn về một nơi sinh hoạt để sẻ chia, học tập, cũng như là giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và anh đã giúp được thêm nhiều người khuyết tật nữa có niềm tin với cuộc sống và khát khao để vươn lên. Vâng, và tôi rất là tâm đắc với một cái quan điểm sống của anh, đó là đã chọn sống thì phải sống có ý nghĩa.
Và chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một vài hình ảnh mà các đồng nghiệp của chúng tôi đã ghi lại về cuộc sống, công việc cũng như là gia đình của anh Hậu. Quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình đó là xưởng sản xuất của anh Hậu đấy ạ. Anh Hậu đang tạo công an việc làm cho nhiều người và trong đó có những người khuyết tật. Sống đẹp của anh Hậu phải không ạ? Và anh có thể chia sẻ với mọi người ở đây về cái mong muốn, cái kế hoạch tiếp theo của mình là gì không ạ? Vâng ạ. Thì các kế hoạch cũng như là ước mơ trong tương lai, thì cái ước mơ đầu tiên đó sẽ là ước mơ về sức khỏe. Thì cũng rất mong là cuộc sống của em từ nay về sau sẽ có một cái sức khỏe dẻo dai hơn để em có được cái sức khỏe để đi thật nhiều nơi, lan tỏa yêu thương đến thật là nhiều nơi. Thì cũng chia sẻ với quý vị và các đại biểu ở đây là em là một người thích đi và thích đến những cái nơi thật cực kỳ khó khăn, vì là em cũng hoạt động xã hội, cũng chuyên về người khuyết tật và chia sẻ đến các bạn ở vùng sâu vùng xa để tặng những món quà lan tỏa chút yêu thương để cộng đồng cũng như là các lãnh đạo chính quyền quan tâm đến xã hội nhiều hơn. Thì mục đích ở trong tương lai của em là phát triển nghề mộc, đặc biệt là ba cái chỗ mộc của em hiện giờ Hải Phòng và Mộc Châu Sơn La sẽ ngày một phát triển hơn, tạo công ăn việc làm hơn cho nhiều người, đặc biệt là những người yếu thế. Em cũng có một kế hoạch ở cũ ở thành phố Hải Phòng mình, đó là tập hợp rất nhiều anh chị em khuyết tật yếu thế để tập trung vào một hội, đó là hội liên hiệp thanh niên khuyết tật thành phố Hải Phòng. Em cũng được dự với các nhiều chương trình ở Trung ương, đặc biệt là Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Hà Nội, thì các anh chị trên đấy cũng rất là ủng hộ và hỗ trợ cái phương án thành lập câu lạc bộ thanh niên khuyết tật thành phố Hà Nội. Dạ, vâng, xin chúc mừng anh. Vâng, và cháu xin hỏi bác nhiều ạ. Vâng, chúng ta có thể thấy là Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thì vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Vậy với tư cách là chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của phường An Biên, vậy thì bác có thể chia sẻ cái kế hoạch tiếp theo của bác sẽ làm gì để có thể vơi bớt những khó khăn cho các hội viên ạ? Xin cảm ơn chị. Với góc độ hiện tại tôi đang là chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin phường An Biên và trong thường vụ Hội da cam dioxin quận Thanh Xuân, thì kế hoạch trước mắt thì chúng tôi đang tập trung cho cái nhiệm kỳ đại hội 2023-2028. Và sau cái hoạt động lần ấy, từ phường đến quận đến thành phố, thì chúng tôi tập trung vào cái việc quan trọng nhất là vận động thu hút nhiều hội viên không phải là nạn nhân. Cái hội phường An Biên báo cáo với chị là hiện nay là
từ bí thư đảng ủy, chủ tịch, đầu ngày tổ bí thư tổ trưởng các tổ dân phố đều là hội viên hội nạn nhân da cam điều xin của phường, đồng hành cùng với hội, và phải nói đấy là một cái lực lượng rất là quan trọng để mà đồng hành chia sẻ. Thứ hai nữa là cũng muốn là tạo nên được một cái nguồn lực để mà chăm sóc tốt nạn nhân, bởi vì thực ra mà nói thì hiện nay nạn nhân ấy thì có những nạn nhân đã chế độ nhưng mà mức còn thấp, nhưng mà cái thế hệ F1 là con của nạn nhân thì phải nói là cái có một số nơi đã có nhưng đồng thời cũng mức trợ cấp thấp, nhưng F2 tức là người cháu hiện nay là chưa có một cái chế độ gì. Thế thì hiện nay vừa rồi hội nạn nhân của Cà Than trên thành phố đã đang làm một cái thống kê để tìm hiểu để thống kê cho các cháu F2 tức là nạn nhân thế hệ thứ ba, thì hiện nay là đang cùng với lại hội thành phố rà soát kiểm tra để có những cái số liệu chính xác để báo cáo với thành phố và kể cả trung ương hội để gỡ ra những cái tiền thống thao này. Và cái thứ tư nữa phải động viên được nạn nhân tiếp tục phấn đấu vượt lên trên những khó khăn cũng như những còn lại trong cuộc đời của mình. Dạ vâng, có nghĩa là bác sẽ còn rất nhiều việc cần phải làm nữa phải không ạ? Vâng, và lúc đấy thì cô đã nghe Đức và Khang chia sẻ về ước mơ của mình rồi. Khang thì mong muốn trở thành một người tốt, có thể giúp được nhiều người khác. Còn Đức thì mong muốn trở thành một bác sĩ. Vậy thì các cháu, các con sẽ làm gì để có thể là thực hiện được ước mơ của mình nhỉ? Dạ, cháu sẽ cố gắng nỗ lực kết thúc có thể để có thể đạt được ước mơ của mình ạ. Mình sẽ cố gắng hết sức đúng không? Còn Khang nào? Cô sẽ phấn đấu cố gắng thật nhiều để đạt được. Mình sẽ học tập thật là chăm chỉ đúng không nào? Xin cảm ơn các con. Vâng, thưa quý vị, mỗi khách mời của chúng ta thì đều có những mong muốn, đều có những ước mơ của riêng mình, và họ đang nỗ lực từng ngày để có thể thực hiện được những mong muốn, để có thể biến được những ước mơ trở thành hiện thực. Vâng, và với những câu chuyện cụ thể sinh động thì mọi người đã giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về những giá trị, về nghị lực của con người trong cuộc sống. Và xin kính chúc bác Nhiều, xin chúc anh Hậu, xin chúc Cang và Đức sẽ có thật nhiều sức khỏe, khỏe cả về tinh thần, khỏe cả về thể chất, để chúng ta có thể tiếp tục viết thêm và lan tỏa những bài ca đẹp về những giá trị của con người trong cuộc sống, về nghị lực, về lòng nhân ái trong cuộc sống. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt các vị khách mời bằng một tràng pháo tay lần nữa được không ạ? Xin cảm ơn.